Ở như vậy nóng. Còn con nữa, còn con nữa hoài. Hoa lụm con đó luôn các bạn. Đã. Mình đi gỡ ra luôn đi. Tô hủ tiếu giò nha em ơi. Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Tuyến đường này từ ở Long Thành đi ra nha quý vị. Đó, Long Thành mà đi ra Long Thành. Long Thành đi vô đây hả? Chán không?
trả tiền đi. Hôm nay không có lòng chứa, không có đem đầu đỏ theo các bạn. Ở đây nghe có đầu đỏ nó kêu các bạn. Có đầu đỏ ở, nó ở đây nè. Đó, nó kêu á. Chim chim truyền. Bữa nào đi ngang đây, bữa nào mình qua bên bảy. Không đem đầu đỏ theo. Đây cũng không có nhiều đầu đỏ nữa. Sâu dừa nhiều à, suối này cá bộ nhiều có ở trên đây câu xuống có lý nước cũng cạn đầu đỏ nó ở đây nè. Mai mình đem mồi thêm bảy sâu dừa kêu bên đây à, sâu đầu đỏ nó kêu bên đây. Mình không có đem mồi theo. Rồi các bạn, có cái suối ở đây các bạn. À, mình nghe có một con sâu vàng nó kêu rồi. Giờ mình kiếm kèo bánh nó. Chắc mình đẩy đây quá. Để cái chim cho mình cho trống thôi. À, thôi làm thôi. Ảnh về tới các bạn. Về tới.
nhiều tàn quá phải hạ thổ không? Nhiều tàn quá quánh hạ thổ sàn không đá chậm. Xuống mà xuống chậm là thổ bánh lẹ hơn. Bây giờ nó sàn không tại tàn nhiều quá, nó muốn đá ăn mái gì lắm. Đó nữa kết vô lên, kết vô lên là nó không chịu đi, tép nữa cũng ngay rồi. Này đã hạ ổ đến lẹ lắm, đưa vào kiểu nó hạ ổ. Còn con cái bên này nữa. Này nắng đẹp quá, trời cũng nắng đẹp. Anh nhỏ nhỏ xíu con máy anh phiêu. Muốn nhả anh máy mình nữa. Còn ở đây con đánh thả thổ đi, làm cho lẹ. Rồi, ở đây nè, thả thổ cho lẹ đi. Mình chơi con máy trên kia. Căng lắm rồi, cũng căng lắm rồi. Quá trời căng luôn. Đài anh em ơi, rất cái e của mấy ảnh mà, mình biết cái e, rồi mình mà lụm vô mình vô ảo thôi, bảy thêm con nữa. Con rồi, con đó là con chùm con này. Sao, cái kia nữa.